Chào tất cả anh em nhé, à, hôm nay tuân lại về thêm cái hàng Lokia 8600 Lula 86 Lula Anh Trăng anh em nhé, máy nó đẹp lắm anh em ạ Cực kỳ là đẹp luôn Đó, Lô này thì tuân về được một ít thôi Cái hàng này hiện tại nó rất là hiếm anh em nhé Thì anh em nào quan tâm đến cái dòng này thì cứ liên hệ các cái số điện thoại bên tuân anh em nhé Đây là các số điện thoại bên tuân này hàng này nó là hàng uh, ruột zin anh em nhé ruột zin vỏ zin xi si mới anh em nhé vỏ zin xi si mới nó rất là đẹp luôn anh em nhé rất là đẹp luôn Đó. rất là đẹp hàng này tuân về được số lượng ít thôi hàng này cực kỳ hiếm đợt này anh em nhé thì anh em nào quan tâm thì cứ để lại cái số điện thoại phía dưới hoặc là liên hệ các số điện thoại bên tuân sẽ liên hệ mặt lại mọi người nhé máy đẹp lắm mọi người nhé Ai dùng cái dòng trượt thì rất là thích luôn Dòng này giá thành nó rất hợp lý mọi người nhé So với 8800 thì giá thành nó rất hợp lý Kiểu dáng trượt nó rất là đẹp Cơ trượt này Cơ trượt nảy tinh tách mọi người nhé Máy nó quá đẹp luôn Rất là đẹp anh em nào quan tâm cái dòng này thì để lại số điện thoại phía dưới nhé hoặc là có thể liên hệ các số điện thoại bên tuân nhé cảm ơn tất cả anh em nhé